quý vị khán giả, sau hơn 40 ngày đưa vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu ra xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo. Đáng chú ý, đội trưởng chống buôn lậu Ngô Văn Thụy, người đã tiếp tay cho các đối tượng trong vụ buôn lậu cũng đã bị tuyên phạt với mức án là 15 năm tù. Sau thời gian xét xử dài ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt đối với 74 bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu về Việt Nam. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đào Ngọc Viễn, giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn Đại Dương Hải Phòng, mức án 17 năm tù. Phan Thành Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, 16 năm tù. Nguyễn Bình Đức, công ty trách nhiệm hiếu hạn dầu khí Vượng Đạt, 10 năm tù, cùng về tội buôn lậu. Hội đồng xét xử nhận định, ba bị cáo Viễn, Hiếu và Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu do đã bàn bạc, góp vốn mua xăng từ Singapore, vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam, tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Hành vi buôn lậu xăng của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội bởi đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Hành vi của các bị cáo không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, rối loạn thị trường. Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Hiếu Tứ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Huỳnh, 15 năm tù, Trần Thị Thanh Vân, công ty trách nhiệm hạn thương mại dịch vụ Vân Trúc, 9 năm tù. Lê Thanh Tú, chồng Vân, 5 năm tù. Lê Thanh Trung, 39 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hạn xăng dầu Tây Nam 1 SWP, 13 năm tù, cùng về tội buôn lậu. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo đầu vụ, trùng tiêu thụ, một số chủ doanh nghiệp xăng dầu giúp sức tiêu thụ, bị xử phạt bổ sung 100 triệu đồng một người, dùng vào công quỹ nhà nước. Các bị cáo khác, Viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án từ 9 tháng 33 ngày tù bằng thời hạn tạm giam đến 11 năm tù, một số bị cáo bị xử phạt tiền hoặc hưởng án treo. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Thủy, kiều đội trưởng đội 3, cục điều tra chống buôn lậu, tổng cục hải quan 15 năm tù vì hành vi nhận hối lộ. Kiều đội trưởng Ngô Văn Thủy là bị cáo duy nhất trong vụ án bị tuyên án về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử nhận định Hành vi của Ngô Văn Thủy biểu hiện sự suy thoái về đạo đức công vụ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Phiên tòa sơ thẩm vụ án buôn lậu và nhận hối lộ được tòa nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử ngày 25 tháng 10 cho đến nay với sự tham gia của gần 100 luật sư, 53 cá nhân tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 43 người làm chứng. Sau hơn 40 ngày xét xử với các phần xét hỏi, tranh luận Hội đồng xét xử đánh giá tình trạng gian lận, buôn lậu xăng dầu thời gian qua rất tinh vi, phức tạp, gây rối loạn thị trường xăng dầu trong nước, ảnh hưởng an ninh năng lượng. Với lợi nhuận cao đã gây kích thích cho nhiều người gia tăng buôn lậu xăng dầu, đặc biệt là vận tải biển, đặc biệt số lượng lớn. Qua vụ án trên, hội đồng xét xử kiến nghị cần tăng cường kiểm tra kiểm soát, kịp thời chấn chỉnh hành vi buôn lậu xăng dầu. Thay vì đổi mức xử phạt hành vi buôn lậu, nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu xác định công tác của từng ngành tránh kiểm tra trồng chéo